Liên quan đến việc xử lý chất thải ô nhiễm giai đoạn 2 do công ty cổ phần Nicotech Thanh Thái chôn xuống lòng đất, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản đồng ý cho công ty này vận chuyển lượng nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật hiện còn tồn đọng trong kho. Đây là điều kiện để xử lý triệt để đất ô nhiễm trong khu vực này. Theo đó, công ty chỉ được phép vận chuyển các nguyên liệu còn hạn sử dụng. Trong quá trình vận chuyển phải có sự giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy, Ủy ban nhân dân huyện Yên Định và các xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm và Yên Lâm. Kết quả phân tích các mẫu môi trường và mẫu chất thải đã lấy trong quá trình khai đào bốc xúc giai đoạn 1 sẽ được công bố trong thời gian tới. Ngoài ra, các đơn vị liên quan thành lập tổ giám sát liên ngành để kiểm tra, giám sát quá trình đất nhiễm thuốc bảo vệ thực vật đã được đóng gói. Hiện vẫn còn hàng trăm kg bao chứa đất ô nhiễm thuốc trừ sâu ở trong khuôn viên của công ty Nicotech Thanh Thái vẫn chưa được đưa đi xử lý. Điều đáng nói, mùa mưa bão đã bắt đầu. Nếu không vận chuyển kịp thời, có thể lại gây ô nhiễm cho khu vực này.